Từ là Ngọc Anh về ổng ở đây cả tháng, tự vì ổng ngồi ở đây á, cái level ổng tăng lẹ hơn, tại vì cái energy của cái núi nói để mình hiểu, để mình bảo vệ cái núi của mình, và đồng thời mình biết chỗ nào gọi là nơi linh thiêng, chứ còn không phải là chỗ nào có Phật là điều linh thiêng nghe, phải coi lại ha. Giống như những cái chỗ khác người ta để hai ông lần, hai ông lần thì là hai cục đá, hai ông lần thôi à, cái này không phải nghe, con mà đụng nó đi. Ổng là trên thiên đình á, bữa hổm á là ổng khoái, giờ là có điển ổng ở đó đó, mà lăn trên thiên đình á là power lắm á. Ừ, xin là hai ông đó ở trên này, đá không phải là đá, đá là Phật, lân đá là lân Phật luôn, hay à, long lân quy phụng trên trời mà xuống thế gian. Ok, nó lung tung, nó lăng tăng. Ủa sao cao đồ bữa nay ngồi xa vậy? Mấy đệ tử ngồi gần nè, bữa nào muốn hỏi gì hỏi. Nói chuyện vu vơ hơi nhiều. Đứa nào tới 2 giờ đi xuống với thầy Đà Tạng đi, bỏ ông dưới con tội nghiệp. Xuống đi. Mấy cái người mà Ngọc Tử mà chạy ổng á, trời ơi, coi thường chứ hủ. Họ có nghĩ là thụ mượn danh ổng, ổng chụp mấy cái hình nữa hiểu không, nhưng mà chỗ của ổng thì mình xuống mà vậy thôi, mà đâu phải như vậy đâu. Ổng biết rõ cho phụ có 7 dòng hồ quang, ổng chỉ có 3 dòng thôi, hiện giờ ổng có 3 dòng thôi á, phụ có 7 dòng, 8 dòng, 9 dòng, ổng ít hơn như phụ biết nhiêu dòng, nhưng mà ổng là phải tu tập, bữa giờ chưa gặp lại không biết ổng còn mấy dòng. Mình chỉ tính cái đó thôi, chứ còn về mặt ngoài là coi như tu học á thì lúc qua Mỹ vô làm kỹ sư đâu có như ổng ở trong chùa gõ mõ đọc kinh đâu, thì thua ở đó. Mà ngôi chùa đó đó cũng có mấy ngày hộ pháp, hai cái ông mà ông le lưỡi với ông mà ấy á, là có thiệt về ở chùa linh lắm, mấy gì kinh đoán đó. Còn riêng cái phòng ở trong á, hồi xưa nó là một cái văn phòng làm việc của một cái hãng của CEO ngồi, thì bây giờ đổi thành chỗ của mẹ. Xưa cúng dường chỗ đó làm chùa á, cái phòng đó không có cúng dường, cái phòng đó vẫn giữ là của riêng, cho nên hôm nay mình có để mẹ trong đó, để cha trong đó đó, cái Phật tử cũng không có chửi Thiên Tấn Kiệt được. Hay của vô ngoài, mẹ cha tôi đã humble rồi, đã nhịn nhục rồi, đã trốn vô đây rồi, vô còn vô đây kiếm chuyện gì nữa. Không, hồi xưa nhớ mình mượn cái sân cỏ đó là bị mém mém nói vậy phải không? Cho nên vô trong đó họ không có quyền, tại họ biết. Xưa giờ chú phụ khóa cái cửa đó mà, chú phụ có đi điên mình vô trong đó thôi, lâu lâu về kỷ niệm thôi. Chứ còn ở ngoài họ quá rộng rồi, sinh hoạt thoải mái. Nó tới là 19.000 square feet. Còn mấy cái chùa mà chùa 3 phòng, 2 phòng rồi đó, làm giỏi lắm là 1.000, 2.000 square feet là dữ rồi. Mua cái nhà mà làm chùa á, cái bàn dông có chút xíu chứ nhiều. Mấy con dông là đâu có thân người đâu, đâu phải là 100 bao, 200 bao vậy đâu. Một cái nhà nhỏ như vậy thôi, trước có triệu dông cũng được. Chỉ vì mấy con dông chứ mấy ngày hộ pháp hộ giữ chỗ đó không, chứ hộ mua mấy cái chùa nhỏ nhỏ ở đây về cho nó khỏe, tại vì mỗi một năm mới bảo trì cái đó, tiền này tiền nọ cũng cả 100.000 á. Ừ, tại cái building nó bự, nó cứ bị dột hoài, rồi điện rồi nước, thấy nó vậy nó hao điện như lắm, mà điện của cái khu building nó mắc hơn điện nhà này gấp mấy lần á, tháng là 5-7.000 tiền điện á. Tại vì càng bự á, cái tiền cost để mà manage nó nhiều. Cho nên để ông thầy ta tạng đó, ông dạy, ông dạy cắm cắm lông gà lên đầu ha, tắm chổi trong cỏ hả,
À, mai mốt vừa kêu ông cắm lông gà, cắm lông gà mà dính lên được mới là hay. Thật sự cắm cái đó, đó. Mấy đứa con mà thời gian đó, nó cũng vậy thôi, cũng như học để cho biết thôi. Đâu có bằng cái tay này để lên đầu là hết bệnh đâu. Tại ông đâu có cái power, ông đâu có energy mạnh đâu. Có một cái mấy cái Phật tử mà nịnh ổng á, nó lì lắm, nó coi sư phụ giống như thằng quỷ vậy đó. Mượn danh của ổng rồi tà rồi này nọ, rồi nó không bao giờ lên trên núi này nó phụ hay là nói tiếng tốt cho cái núi. Tối ngày nó ăn dầm ở về trong chùa của mình á, tốt tiền của mình á, mà nó cũng chửi mình ngăn á. Ừ, hỏn hỏn quá, hỏn luôn á. Trời ơi, vô minh chúng sanh nó tu chừng nào á, cái ngã của nó lên bự chừng đó, vô minh lắm. Thà không tu dễ nói chuyện hơn, mà tu nhiều ngày nhiều năm, trời ơi, cái đầu nó bự bằng cái lu vậy nè, bự bằng cục đá luôn, cứng cổ. Ok rồi, hơi im lặng quá. Bây giờ ai muốn nói gì nói đi, hỏi gì hỏi. Như bữa nay hay á ta. Ngày 7 tháng 6 luôn. Hả? Ngày 7 tháng 6 là ngày giỗ. Nhắn tin ông bạn cho anh coi, ông đang thị giả cho anh. Không biết có tổ, người ta có cho vô không nữa. Từ vì bữa giờ Covid á. Cho vô nhưng mà không có cho ăn trong nhà lân nữa. Đi vô cúng rồi đi về. Chứ không có tụ tập lên hả? Nhưng mà lên thì được phải không? Ok, đứa nào liên lạc đi rồi muốn đi á. Ở đây mình có hai chiếc xe van, chiếc màu đỏ, chiếc màu đen, chở được hai mấy người, cần hai tài xế là đi là xong. Là đi hai mấy người thôi, còn ai muốn chạy sao chạy. Để lâu lâu rồi lên đó, bữa giờ 4-5 năm rồi không chưa lên đó. Mục đích rồi chỉ giao duyên cho mấy đệ tử biết là có một cái nơi chánh đạo, một cái nôi của Phật giáo vẫn còn hiện hữu trên thế gian này, cũng giống như giờ là cái đó là còn là đúng, người ta tu đúng, tu mà cái giường đâu có được nằm dài chân đâu, nằm có một khúc nè, cái giường có một thước, nhưng mà ông nào ông lấy một thước rưỡi trở lên không không thì sao nằm. Nghĩa là gì? Ngồi suốt đêm kiểu như vậy đó. Bạn bất hạnh không có chuyện là iPhone nghe, cũng không có chuyện là iPad nữa nghe, cũng không có chuyện là karaoke như mấy thầy Việt Nam mình nghe. Ông nào ông nấy không có điện thoại, cũng chẳng có computer, laptop. Còn ông Việt Nam á, mỗi năm á là cứ đi kiếm mua điện thoại, laptop mới mới nữa, không biết tu kiểu gì á. Mà ngày xưa Hòa Thượng Thiên Quá tức là bổn sư của sư phụ có cái bằng mà ngày là Trung Di nói là sau này cái này là cái gì phải không? Chất độc của chúng sanh đó con. Đó là Thượng Thiên Quá, ổng là Phật mà. Ổng nói một câu, điện thoại là chất độc của chúng sanh. Thì bây giờ mình đúng là con của mình giờ nó cầm iPad điện thoại không? Ổng nói gì? Điện thoại là chất độc. Mà trên đó ngộ lắm. Mấy ông thầy Việt Nam dưới núi lâu lâu hồi xưa nghe, lúc mà thụ còn hay nói chuyện với mấy ổng. Nói ông nào muốn tôi bỏ 1 triệu, 2 triệu xây chùa lên trên Vạn Phật Thành ở đúng 3 năm đi. Ông nào ông nói ở 3 tháng le lưỡi chạy. Khổ quá chịu không có nổi. Tại vì 3 giờ sáng 4 giờ là phải ngồi thiền.
ăn ngày có một buổi cơm, ngủ cái giường kiểu như vậy. Ông Việt Nam dễ gì. Ở dưới này á, mấy ông thầy này á, hai anh em huynh đệ mà ở chung một chùa đó là còn gây lộn đuổi đi nữa. Chứ hỏi sao thầy lại đuổi anh của thầy đi vậy? Ê, mày có bao giờ mà, con có bao giờ con thấy mà rừng mà có hai cọp không con? Tại vì hai ông dành mở thùng thuốc xương của ông sư phụ chết để lại. À cứ vậy á, tức là mỗi ông mỗi chùa, mỗi ông mỗi chỗ giữ chìa khóa cái thùng. Và đồng thời ban đêm mấy ổng ăn gì ai biết, nhưng mà sáng mấy Phật tử mà đi đổ rác á, toàn là lon bia không à. Lâu lâu móc dưới giường á, toàn là tôm khô với khô mực. Cái phụ trong chùa hồi xưa là xử nhiều lắm. Còn có ông kia, cái này mình nói nhiều hơi đụng chạm quá, nó có thiệt hết á, chuyện đời nhiều lúc gần đi sẽ biết. Chung lại đừng có thần tượng bất cứ ai, cả Thiên Tấn Kiệt này cũng vậy. Mấy con cứ coi hành động thiệt sự thật. Sư phụ đã trao bí kíp rồi. Bí kíp thứ nhất đó là cái đuốc và cuốn kinh. Sư phụ đã nói rồi, tu tại gia, cha nói mẹ nói, thiên tâm trong thời gian đầu ra đời là phải tu ở nhà, giữ gìn sức khỏe, vì ở ngoài đường á biết bao nhiêu thời tận thế bệnh tật chết chóc và người xấu nhiều hơn. Người xấu á không có hẳn là người sống như mình cái đệ tử, mà người xấu á là vong linh nữa. Vong linh xấu nó chết nó đi đầy đường, con ra và con sẽ đụng vô họ. À chứ mấy gì nói, cho nên thiên tâm của mình là tu ở nhà, cầm cuốn kinh ở nhà, cầm cuốn kinh ở nhà, rồi tu, rồi tự động ngồi thiền nhà, rồi lâu lâu á nhớ núi thì đi về núi. Nhớ núi thì về núi, đó là thiên tâm. Còn chạy á, cái tâm mình nó bị sao động, nó không có và đồng thời mình chạy theo cái sự náo nhiệt á, gọi là tu phe với tu náo nhiệt á là sai. Cái đó là để dành cho mấy Phật tử gù cà gật. Còn của mình nó là chánh kiến, mình phải lo giữ nhà giữ cháu ngoại, phải lo giúp con gái mình để cho nó thành công ngoài đời, có tiền ở nhà mình tu mới là đúng. Còn mà con cháu mình nó nhờ mình giữ cháu ngoại á, ô tôi phải chạy thôi thầy, bữa nay có khóa tu của thầy, bỏ con nạt con kiểu đó, giết tình cảm mẹ con mất, cho nên không có đồng ý. Thứ hộ nào về đây thăm, khi nào rảnh nó về. Ở tại sao bữa 30 tháng 4 trên mạng hồi có nói đừng ai về mà. Không mà cái đó là cũng gần gần đi. Còn nếu mà bây giờ mà nói ok, năm sau ngày 16 tháng 3 ngày khai đạo thiên tâm, tất cả các đệ tử mà về thôi á, cái núi này không biết làm sao á. À thì nên lần nào mà tổ chức cái gì mà lớn mà không nói thì cũng không được, mà nói thì phải nói thiệt, đừng có về ở chỗ cũng được nữa. Nhưng mà ngược lại mình thấy cũng tội nha, những đứa ở thành phố này hay Nam Cali lái xe thì cũng gần Houston, nhảy máy bay bay về 3 tiếng rưỡi phải không, lên nó nằm máy bay ngủ một giấc cái là xuống đây, lên đây 15 phút, phi trường lên đây có 15 phút chứ nhiêu, San Jose mà chứng kiến được biết bao nhiêu Phật thánh tiên đứng trên cái sàn. Bây giờ cả một đời người á, làm sao ai có cơ hội đó, suy nghĩ đi, rất là khó đó, đúng không? Rồi có cha đó nữa, đừng nói. Rồi mình được là cái gì? Có sư phụ thì cha thương sư phụ, đọc xong bài sớ tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật bữa đó ai cũng cảm động, xuống trần đọc ra cái bài sớ là để mong cho cái thế giới này hòa bình, sau này Nga với Trung Cộng hay gì á, nó cũng là anh em mình, không có nước nào gọi là đánh nước nào nữa. Một cái bài cực kỳ ai cũng thích. Thì lúc đó cha mới vô thiền nhập định, cha mới về nói những gì con khấn hồi nãy, cha cho một phần
một phần là nước Việt còn nghiệp. Đại sư phụ xin cho nước Việt đừng có bị chết đói. Có một vị rất là lớn báo cho phụ biết là nước Việt sẽ bị cái nạn chết đói, mà trước khi lúc đó là nhà cửa kinh tế xuống nha. Và hồi mấy tháng trước là phụ nói là tiền thành tiền giấy là có rồi đúng không, mà nó sẽ có chết đói nữa. Thì bữa mình làm là nước Việt là chết đói, cho chiến tranh Biển Đông có dậy sóng nhưng cũng đừng có bão cấp 8, cấp 4, cấp 3 là cũng ok rồi. Miễn sao mà chiếc xuồng con nó xức dây ra được rồi. Bởi vì nó làm sao á, tại cái công cái gông cùng mà Trung Cộng nó xiền nước Việt á, 100 triệu dân ở trong nước. Bởi vì nó bảo đảm luôn á, hôm nay nói trên video không có một người Việt nào trong nước có thể có khả năng mở cái gông cùng này. Đó là 6 triệu chim hiền mới có khả năng mở cái gông cùng này. Còn nếu không á là nước Việt mình bị diệt chủng và bị đồng hóa bởi Trung Cộng. Mấy con đừng có nghĩ cái Hoàng Sa, cái Trường Sa nó không có quan trọng nha. Nó là cả cái bầu trời á. Và cả một cái nền kinh tế của Biển Đông, của miền Trung á. Chứ nó không phải là cái đảo bình thường. Đời con, đời cháu của nước Việt nhất định phải lấy lại. Cái hộ lấy lại mà. Tôi nói chuyện với ông thần cai quản đảo đó, với ông nhạc phụ và vợ. Trong 513 câu á, nó nói á, hoàng trường lãnh thổ của ta, ta con thiên thượng xuống đây thâu về. Thì cái đó nó là một, mới gọi là nước Việt. Còn mất hai cái đảo không phải là nước Việt. Mình mất cái bầu trời, mất cái đường hàng không á. Thì cái bữa đó những đứa con họ Thiên ở vùng local hay gần về đây thì cũng là có đại phước. Và cái lúc đó hộ hơi điển nó vô nhiều á, thì hơi mặt hơi căng chút không, không có cười như bình thường. Thì cái cha nói á, con đừng có nghiêm khắc với mấy đệ tử, tại nó không có cho thằng sorry không có cho đứa đệ tử nào đi ra ngoài đó đụng với mấy ông thần á. Tại mấy ông thần ở ngoài đó ổng có nhiều ông khó thánh, có nhiều ông rất là dễ thánh. Tại vì gặp đứa phụ nữ nào mà có kỳ hàng tháng mà ra mà đụng vào ổng rồi luôn, ổng dỗn bập tại liền á, ổng có như mình á. Đó, mấy vị thần dữ á, chỉ có Phật với Bồ Tát cha với rồi đó là mấy ông thần đầy đủ. Rồi có mấy ông mà sau này á là gọi là mấy ông tướng mà của năm ông mà đùng 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 á thì cũng ở đây nữa. Cũng hồ chi mấy vị mấy tượng là có hết, không có thiếu gì nào hết, trùng trùng luôn, điếm không xuể. Tại mỗi lần buổi lễ xong á, sư phụ điểm danh lại, phụ điếm không có được. Trong thiền định điếm không có được, nhưng mà ông thân thần á có bữa không điếm được, có bữa nó nhiều quá tôi điếm được. Tại thôi phải hỏi ổng thêm á không? Ổng giống như là người nhà, là ổng phải có bổn phận, phải lăn xăng ổng lo. Trước khi mà mình có buổi lễ 30 tháng 4 mình dân sớ, mình sớ thì ổng cũng lăn xăng như mình vậy thôi. Mấy vị hộ pháp cũng như chúng ta ở ngoài mặt đời, đứa thì lo đồ ăn, đứa thì lo này lo kia, mấy ngày cũng lo đủ hết để mà thế giới về mà. Còn những vị thần mà ở như bên Ai Cập hay là bên Jerusalem hay những cái chỗ nào mà họ thờ linh thiêng á thì mấy ông đó cũng có qua, nhưng mà có những người không có được qua, tại những chức nhỏ nhỏ không có qua, chức lớn mới đi qua đây được nha, chức bự mới vô đây được. Thì ổng ở bển ổng cũng khấn, tại khi cha ở hàng nghìn nghìn tỷ ánh sáng ở trên thiên đình á, nó cũng có cái hành tinh như mình vậy nè, thiệt luôn á, ở trên đó là có thiệt nữa. Thì cha travel xuống đây là giống như là kiểu như ông Biden mà ông đi qua một cái nước Việt Nam nhỏ nhí vậy. Thì những vị thần trên trái đất có bổn phận phải qua chầu cha và lại á, con hiểu không? Có cái đó. Thì đông, rất là đông. Nãy giờ mình nói nhiều quá, không nói nữa, tại nói hoài nó không hết chuyện.
tóm tắt lại nãy giờ chị nói là nước Việt đang dãy đạch đạch chết mà lại không cho Phật Thánh Tiên xuất hiện để mà cứu nước Việt. Đó, mình đang nói chủ yếu là đó. Cái kế tiếp là phải đi chuẩn bị đuổi mang vịt. Vịt. Vịt phải không? À, tiếng Bắc gọi là vịt. À, đuổi mang vịt đi về. Không đuổi mang vịt làm mệt. Tại vì mình sẽ mất cơ hội. Nội mà như kiểu Philippines nó mất mấy cái đảo Subaru của nó. Nó thưa Liên Hợp Quốc xử, kêu Trung Cộng trả lời. Nó làm gì không? Nó đưa ngón giữa. nó giống như chửi lại vậy, nó đâu có khe. Còn mình á, sau này mình nghĩ mình muốn đòi lại á, thiên hạ thủ vi cường đi. Chứ hụ mà cầm quân là thôi á, mấy thằng này xong. Xưa lúc mà thời cơ xương á, cỡ như đất kỹ ho gà với trụ dương nó giữ kiểu đó, hụ còn cho mà đất kỹ gà quậy luôn. Đầu tiên á, sau này á, nếu mà Thiên Tấn Kiệt này có cơ hội về Việt Nam giúp dân, thả bà rồng lửa ra liền. Thầy trên nói bả chỉ có mình ngày là về thả bả, chứ ở bển là không có ai thả đâu. Thả bả ra để cho bắt khà mấy cái người gọi là trồn á, thành trồn quay. Tự nhiên một người làm chuyện ác gạt dân mà lại quên quang ngoài đường, còn người làm chuyện tốt thì vô tù, chuyện vô lý. Trên đời này chỉ có nước Việt làm mấy cái chuyện nghịch ngợm vậy à. Không tội nó cũng dán cho một đống tội. Mình không phải binh bả nha, mình nói sự thật. Bả có sức mệnh á, còn đàm đỉnh hơn hay là Trấn Thành kìa, cái gì tiên gì đó không, với thằng gì đó banh đó, với ai nữa ta, nguyên cái đám đó, nó cũng là một cái công cụ của một cái thế lực sau lưng. Tôi biết thế lực nào, tại mình đây mình ngồi chứ mình biết hết. Muốn biết chuyện gì thì mình biết thôi. Nó chỉ là công cụ thôi, nhưng mà tụi nó cũng đáng dễ thương. Nếu mà hôm nay mà nghe được tiếng nói này á, đừng có làm tới nữa. Cứ ngày nào cũng đi vô chùa lại sám hối đi con. Mai mốt rồi hối hận không kịp á. À, đừng có nói là không có người nhắc nghe. Cái gì nó đi trước một bước thì là con trâu đục. Trâu uống nước đục hay uống nước trong là chỗ đó. Việc này thương nước Việt, thương tất cả những người tài hoa của nước Việt thì trân trọng nhân tài thì mới lên tiếng nói. Chứ ai cũng có làm sai hết. Tụi nó làm sai chuyện thường thôi, nhưng mà sau lưng nó có thế lực. Nó mà không nịnh mấy thế lực này, sức mấy mà nổi tiếng dễ gì. Cũng như ông Di Phương á, có tài vậy à, bị nó dìm xuống úp lá chuối luôn. Ở nước Việt á, không phải những tài hoa mà muốn